Hôm chú này, chào mọi người kìa. Hôm nay bị trời mưa chứ cái hình nó không có đẹp. Đẹp, đẹp chú ạ. Ừ. Chào mọi người nha, hôm nay chú cầm về Tây Ninh, về thị trấn Dương Minh Châu thăm bà con rồi. Chú thấy mấy cây lan đẹp không? Cái lan đẹp, cái này đẹp, cái nó có quá chừng kìa. Đấy. Ồ, có trời đấy, cây này ra bông này đó hả? Dạ. Ở đây chú thấy là nhà nào cũng to nhá, nhà vừa giữ dữ dằn luôn kìa. Đúng ra là nhà này, nhà nào nhà đấy to đùng không ạ. Ừ. Không có nhà nào nhỏ cả. Ừ. Thì nhà đấy lắm, phải mười mấy 20 mét. Dạ. Mấy 15, 16, 20 mét á. Dạ. Kinh khủng. Ừ. Thế thì nhà nào cũng có cái sân rất quá là bự. Cái sân này sâu vô tệ lắm cũng mười mấy mét. Để xe, đổ gara rồi thấy đủ ha. Dạ. Nói chung là ở đây là coi như là đậu xe thoải mái nè. Đúng không? Xe cộ thoải mái. Xe cộ thoải mái, và ở đây nó có những cái sân vườn tùy theo gia chủ, như già người nào mà có xiên hoặc là những người nào mà còn trẻ chút thì có thể là sắm bài trí một cái cách gì đó mà mình cảm thấy mình thích thú. Dạ. Có thể là hòn con bộ hoặc là trồng cây cảnh cái gì đây. Ừ. Cái nhà này là của hai bà cô của Hải và người lớn tuổi rồi, đã nghỉ hưu rồi. Nói một cách khác là đây là một cái nhà để hai ông bà nghỉ hưu, chỉ có hai ông bà thôi nha, mà cái nhà nó rộng quá trời là rộng luôn. Mẹ tối cái sợ ma không trời. Thiệt tình đó. Là bề ngang cái nhà này là cũng khoảng 10 mét. Dạ. Dài 20 mét. Dạ. 4 phòng ngủ, đi tới đi lui, toilet thì sáng bóng luôn. Ừ. Cái điều đó mình cảm thấy là lạ lạ cho nhà... nói vậy thôi. Ừ. Nhưng mà đi weekend, tức là buổi chiều thứ bảy chủ nhật, con cái nó về đây nó sum họp, nó quay quần với ông bà rất là vui. Yeah, con yeah. Cháu giống như là bữa nay nó về thì nó đãi ăn nãy buổi trưa mình có quay clip rồi đó. Yeah. Đây đó là những đứa con gái, con trai, dâu rể về với ông bà già, cái là mỗi tuần về lần, bất cứ giá nào nó cũng về. Yeah. Người Việt Nam nó có một cái rất là hay gì đó. Đó, trên đây là rất là to, cái nhà này bị sân rộng để mấy đứa con về có xe để vô, đồng xe đồng, hai ba chiếc đồng mà đồng mấy chiếc luôn. Ừ. Đấy, cho mọi người thấy cái có nói thấy con mế cái hàng cây lan này này. Ê, hoa này là hoa lài mày ơi. Hoa lài đó chú ạ. Hàng gì đó thơm quá chừng luôn. Bên này hoa sen này. Ừ. Ừ. Sen này. Sen trồng chậu hay quá ha. Ừ. Đây là hoa lài nè. Rồi. Hàng gì nó thơm quá chừng luôn. Đó. Đây. Có hoa hồng nữa kìa. Hoa hồng á, có hết. Ừ. Hoa hồng nào, hoa hồng gì á, không biết. Hồng gai. Cứ hồng có gai đi. Ồ, ở đây nè. Quá trời luôn. Trồng hoa giấy, bóng. Ừ. Đây là hoa giấy. Ừ. Rau muống. Rau quốc dân đấy. Rau quốc dân, rau muống, rau quốc dân. Ừ. Chung rau muống nè. Ở đây có lá quế nè, nói chung là cái cây những cái rau, cái rau mùi á, mình vừa bắt thôi rau mùi á. Ừ. Hết là rau quế nè, rau húng cây nè. Yeah. Rồi đủ thứ cái. Khoai hả? Khoai hả? Đi đi coi dừa, đi coi đa vườn coi dừa. Coi vườn coi cái chuồng gà nó lớn lắm. Thôi vậy hả? Ừ, khâu có đủ thứ luôn mà. Cho mọi người xem rau muống đấy, nhìn là sướng liền đúng không? Trời ơi, còng nào còng đấy bự bự không à. Bên này rau răm để ăn hột vịt lộn. Cái đinh lăng chỗ này, đinh lăng này vừa nấu nước uống cũng lấy cái củ lâm. Nói cái lá đinh lăng này ăn được mà. Ăn được và nấu nước uống được. Ờ. Ừ. Dạ. Vừa nó rụng mà gì hả? Ai ăn gì uống gì cho nó rụng đầy sang luôn. Bình tình của lông bon chứ phải là ăn bon chứ ăn thì thật. Không, giờ ngắt lông bon rồi đâu. Ừ. Anh ăn thơ thơ được rồi. Anh gì không được. Ừ. Ok, ok. Đấy. Chú dừa này, cái dừa này, trái này. Ờ. Đây nó rụng đầy chân. Ừ. Cái đinh lăng nè, đinh lăng này quá trời luôn. Đinh lăng này để vừa lấy lá uống về cái rễ của nó đó, để ngâm rượu. Ngâm rượu. Ừ. Ở cái này là cây gì? Cây là cây gừng. Cây này là cây la giòn, cây củ giòn. Không biết cây này nè. Cái này lấy củ ăn về làm miến đó, miến giòn rồi đó. Ừ. Củ riêng hả? Cây củ giòn. Không biết. Cây giòn á. Ta không làm gì đó. Coi cây dừa chú này, trái này. Quá trời luôn, nó rụng dưới này quá trời. Ừ. Rụng dưới đất nè.
trái chi chít luôn. Ừ. Có thậm chí cái người dân ở đây họ trồng để mà giống như kiểu như tiêu khiển vậy thôi, thực chất họ đâu có ăn được bao nhiêu đâu. Cho để cắt anh này đấy dục tùm lum. Lâu mới có khách tới nhà. Đúng rồi. Vừa quá trời luôn. Không bán có kinh tế là chú ạ. Đúng rồi, nhưng mà dưa bán ở tại vườn đây họ đến thu hoạch một trái được 6-7 ngàn như đấy, một trái bằng 6-7 ngàn đồng á. Nhiều khi người ta không thèm bán luôn. Thì bữa bán thì có tiền. Bữa nay thì bậy trời mưa cho nên đó nó cũng không đẹp lắm. Đúng rồi, kể đi nó mình đi nó xình, nó nước. Kể mình lội mình đi quay cho mọi người, chú giới thiệu cho mọi người thấy cảnh nông thôn Việt Nam coi vậy thôi. Vậy giờ đây cũng có cái giò tưới nước tự động rồi, có cái giò tưới nước nè. Mùa nắng thì tưới tự động nè. Tự động hết mà. Ô tô ba tịt mà. Đâu cũng phải Việt Nam vậy cũng đâu nên nổi đói không có cơm ăn hả? Nổi gì? Cũng đó là miền quê đó, miền quê. Đây miền quê thôi. Có lại con cho chú thấy cái cây này, con đối chú cây này cái gì? Lại chút xíu đi. Đi tiến tới đi. Con đối chú cây này mà chú biết là chú lạ đó, là giỏi ạ. À. Đấy. Hôm nay trời mưa nha mọi người. Hơi mưa chút rồi là hơi hơi bẹp nhẹ bà. Ít bẹp nhẹ bà. Rồi, con đối chú cây này cái gì? Cái gì? Đây này. Đâu? Cái nước mặt đó, cái rừng lung cây rầm rầm đó. Cái này hả? Ừ. Con đối chú luôn á. Cái này cái gì ta? Tao thấy lá quen quen mà không biết gì. Bởi vậy con mới nói con đối chú mà, thấy chưa? Cái này cái lá này, cái cây này dùng rồi để Tết ta bán từ gói bánh chưng nè. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà cái lá gì? Lá dông. Lá dông, lá dông. Lá dông. Lá dông á. Ừ, lá dông. Chú thấy cái vườn lá dông dữ không? Ừ. Cây lá rồi nó bự quá chừng. Đó, cái lá dông á. Có chừng nó dầu quê, cái thứ gì cũng có chừng. Dạ. Chú biết là cái vườn lá dông này á là Tết là vừa có dùng. Vừa dùng để cho mình dùng á. Và ngắt cái vườn này bán cũng được mấy triệu á. Cắt lá này. Trời, mọi người thấy cái đám lá dông nó đã không? Lá dông. Lá to to không à. Đến bữa đó là một lá, là một tết là một lá 1.000 đồng. Chuối dừa không ai ăn nó đụng quá trời luôn. Dừa đụng tè le à? Tè le tét luôn. Vậy nó có xài nó có hết. Đái này. Thấy cái vườn đảo ha. Cũng vậy đó. Môn này, cái môn chú này. Môn này. Có vườn môn này. Hả? Môn có môn này. Cái củ môn á. Kêu. Cái môn sò đó. Củ môn và khoai môn á. Khoai môn sò đó. Khoai môn sò. Còn cái này, cái sầu riêng này mới trồng. Ok. Đây cái này, cái sầu riêng này. Đó. Cái này cái sầu riêng. Sầu riêng. Tao phái cái này nè. Đu đủ. Không phải. La lốt. Cái này có thịt bò quấn mà hết sảy. Ê. Nướng. Thịt bò quấn nói gì nữa. Đúng không? Còn đu đủ này hầm xương hả? Đúng rồi. Đu đủ này hầm xương là nói gì? Quá trời thấy không? Cái gì cũng có.